Hai xin chào tất cả anh em và cộng đồng nha. Chúc mấy anh em và cộng đồng. Hai xin chào tất cả anh em và cộng đồng nha. Chúc mấy anh em và cộng đồng kiếm tiền thật nhiều nha mấy anh em. Ồ thằng chú có nhiều thôi. Mấy anh em có xem kênh của Lê Phước đó, mấy anh em. Mấy anh em nhớ đăng ký kênh giùm cho mình nha mấy anh em. Chuyện bữa nay á mình coi mình rảnh quá ở nhà mình không có làm gì. Rồi mình có bắt YouTube của mình coi á trên YouTube á mấy anh em. Mình thấy mình được coi cái kênh mà em gái người gốc Việt ở Ukraine á mấy anh em. Tức là em gái người Việt á ở bên Ukraine, có chồng ở bên Ukraine, có hai đứa con ở bên Mỹ luôn. Rồi mình thì mình thường thường á mình có xem và comment nói chuyện với em gái đó, cho nên mình nghe em gái kể mình cũng thấy xót xót, mình cũng muốn nói chuyện đồ cho nó đỡ buồn, trong khi mình ở nhà mình không có làm gì nghe mình nè. Tám mình lên trên chơi chứ không có làm gì được chứ. Nhỏ em Ukraine thì nó có kể là nó nói ở bên bệnh bây giờ hiện giờ tình hình bệnh gây cắn lắm anh em ơi, đó ghê đó, gây cắn lắm đó anh em biết không. Em gái nó kể là ở bệnh á nhiều khi mà tiếng còi hú lên phải chạy trốn dưới tầng hầm á mấy anh, ai có nhà ai có tầng hầm thì chạy trốn dưới tầng hầm, không có thì trốn đại nó vô cái góc nào cũng được, rồi tắt đèn tùm lum dân mà trốn trong nhà tắm rồi bủa xua, nhưng tình hình bệnh giờ gây cắn quá. Mình thì thấy nhỏ em nó kể về bệnh đó, mình cũng nhìn thấy tội nghiệp cho em gái, rồi mình cũng cũng nghĩ là ở bên bệnh đó em gái nó chết giờ nào không hay thiệt, ở khu chiến tranh mà biết đâu được sống ngày nay chết mai biết đâu được mấy em ơi, cho nên mình vừa xem kênh của em gái đó. Mình cũng xem nhiều kênh thời sự rồi cũng nói về Ukraine, Nga tùm lum ấy. Người mỗi người bàn luận cách khác nhau mấy nè. Mỗi người thì nói Ukraine sẽ thắng, đón gì đón trước, rồi người thì nói Nga thắng. Có một điều là mấy anh em, tất cả mấy anh em đều biết hết. Bảo đảm mấy anh em là điều này mấy anh em phải biết là giữa Ukraine với Nga và Ukraine mấy nè. Thật sự á cái cuộc chiến này á ai thắng á là tất cả mấy anh em đều biết hết. Tại sao mấy anh em biết? Bây giờ là không bao giờ mà phán đoán được. Là chiến sự chưa tàn, chưa chấm dứt chiến sự. Làm sao mà đoán được? Một bên thì có NATO, một bên thì có Nga và có Trung Quốc và Iran. Mọi người đều biết khi tàn chiến sự, khi kết thúc chiến sự mấy này là mới biết được bên nào thắng thôi. Chứ thật sự lên thời sự thì người nói này người nói kia, nói chung ra lên thời sự phải nói này nói kia cho nó có câu những câu chuyện hấp dẫn rồi thêm gì đó, mà mấy anh em đều người nào cũng vẫn đều biết cái là tàn chiến sự mới biết ai thắng ai thua, tàn cuộc chiến rồi mới biết ai thắng ai thua mấy anh em ơi. Thật sự là đợi tàn chiến sự đi rồi mới biết được. Mình cũng coi nhiều kênh thời sự của ở bên Mỹ, rồi Nam cũng có, bên Ukraine những người Việt ở bên Ukraine đồ cũng có, bên Úc cũng có, bên Canada cũng có. Thật sự thì nói về đang chiến tranh á là mình nói thật sự trước mắt mình nhìn thấy là Nga đã chiếm được mấy thành phố của Ukraine rồi, đó là trước mắt. Ukraine đang
đang phản công lại để giành lại những lãnh thổ đã mất thôi. Còn trước mắt thì Nga đã chiếm được mấy thành phố rồi, cái đó là cái sự thật không không thể nào chối cãi được. Nhưng mà các cái thành phố đó đó là cũng vẫn đang còn chiến lai gai nghe mấy nè, chứ phải chiếm được cái thành phố đó xong rồi, mấy thành phố đó xong rồi là không không còn bắn, không còn mấy nữa. Thật sự là cũng vẫn còn bắn, cũng vẫn còn chiến nha, nhưng mà đã chiếm được 99%. Cái đó trên thời sự của những cái kênh ở nước ngoài đồ nói đó mấy nè, là thật sự là có chuyện đó, chiếm được mấy thành phố, chuyện đó là có thật. Hiện bây giờ còn hiện bây giờ là Ukraine đang kiếm đường để phản công, để giành lại những cái mà khu đất đã mất thôi, những lãnh thổ đã mất thôi mấy em. Chứ là đương nhiên ai cũng vậy thôi, nước nào cũng vậy thôi, nước nào bị xâm chiếm mà không muốn lấy đất lại đó, nước nào cũng thấy vậy thôi. Cái đó là cái sự thật. Mà cuộc chiến giữa Ukraine và Nga thật sự em gái nó cũng có kể về những cái chiến sự đó, những cái bẫy quýnh sao 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 đó, cũng có kể rồi cho mình nghe, có comment rồi qua lại rồi nói chuyện, cũng có kể rồi nghe rồi này, này kia, mình cũng biết được chút ít vậy thôi. Thật sự là bên phương Tây viện trợ vũ khí cho Ukraine rất là nhiều. Những tháng tới đây theo mình nghĩ là Nga rất là khó chịu với khối NATO và Ukraine. Thật sự là khó chịu với Ukraine, có thể khó chịu với Ukraine đấy, là Ukraine phải sẽ phản công để giành lại lãnh thổ. Hiện bây giờ Ukraine chưa có đủ khí tài để phản công lại thôi mấy anh em ơi, chờ bên đây viện trợ chứ thôi. Nếu mà chậm kịp Nga nó quýnh vài cái nữa chắc banh cái bát muối luôn mấy anh em ơi, Nga nó tấn công vài cái banh bát muối luôn á. Theo anh em nghĩ chiến sự Ukraine thành phố bát muối mà bị chiếm, Nga sẽ chiếm lấy Ukraine trong vòng năm nay không ấy? Theo mình nghĩ chắc muốn chiếm bát muối cũng hơi khó nha. Hiện hiện bây giờ thì mấy cái kênh thời sự ở nước ngoài ta nói là chiếm được khoảng 6-7% bát muối rồi, là có lên bản đồ là chiếm tới đâu là có trên bản đồ chứ, rồi chiếm được 6-70% rồi đó. Chiến sự này không biết bao giờ kết thúc đây. Cái rảnh mình ngồi mình nói xàm xàm đồ chơi mấy anh em ơi. Trên chiến tranh á, thật sự á, mình nghe mấy cái kênh thời sự của những cái nước khác nói nha mấy anh em, là một người thì nói về bên Ukraine, người thì nói về bên Nga, mất mát nhiều hơn bên này, mất mát nhiều hơn bên kia, mất mát nhiều hơn. Sự thật á, ở trong chiến trường đó nó chưa có ai biết được là bên nào mất mát nhiều hơn thôi, chỉ là hai bên công bố ra thôi, có người công bố người không công bố thôi. Thật sự á, là không biết được bên nào tổn thất nhiều hơn bên nào. Còn chiến sự á, thì hai bên nào chắc chắn cũng phải có tổn thất hơn, nhưng mà tội nghiệp nhất là cho người dân cả hai bên luôn mấy này, đều chết biết bao nhiêu, không không thể tính được cái số lượng chết rõ ràng trên con số được mấy này. Thật sự chiến trường mà đâu có thể nào mà tính rõ hết được, tính sơ sơ thôi chứ không có tính hết được nổi đâu. Còn mà về bên này mất cái kia, bên kia mất cái nọ thì bên nào cũng nhận cũng không có chứ. Thật sự là có thì chắc chắn là phải có, bên nào cũng nhận là không có chứ. Có một số phủ nhận, một số nhỏ có, rồi số lớn có, nhưng mà cái số sự thật thật sự là không ai biết được đâu. Có nước chụp từ vệ tinh xuống mà còn chưa biết được, chưa đếm được hết nữa mấy anh em. Đừng có nói tiếng mà ở đây mình ngồi mình nói theo những cái người mà thống kê ra mà số người chết với số người không chết, với số thương vong, với số xe tăng đồ bị tên lửa bắn bao nhiêu chiếc đồ đó, cái đó là thật sự là không bao giờ đếm nổi đâu mấy anh, đếm không bao giờ hết đâu. Thật sự là cái con số thống kê là nó cũng không có là sự thật nữa, tại vì đâu đếm hết đâu đâu mà sống thống kê được chính xác sự thật được, chừng nào là đếm được hết đi mới thống kê được hết sự thật. Cái đó là chuyện đương nhiên thôi, rõ mới ghê đó, ai mà thống kê được hết chính xác đó mới ghê nha. Nói giỡn như vui chơi thôi nghe thế nè,
Tại vì mình ở nhà mình nên cũng buồn, lâu lâu ra xía vô mình nói chuyện khơi khơi hòa láng rồi chơi, chứ mình cũng không có chuyện về thật sự như này đâu nghe anh em. Tại mình nói ra những cái mình muốn nói thôi, thật sự là mình muốn nói là chiến tranh hai bên nào cũng phải có mất mát thôi, chuyện đó là chuyện đương nhiên thôi. Còn mà vô cuộc chiến á, thì nhìn trên bản đồ lãnh thổ chiếm được thôi, chứ thật sự là mất bao nhiêu với tổn thất bao nhiêu á, là cái đó là sau này tàn chiến sự mới mới tàn chiến sự sự hết chiến tranh đó mới tính được thôi. Còn hiện bây giờ mất mát, giả tỷ bên Nga tấn công mất mát rất là nhiều khí tài đi, thì giữa năm nay sẽ khí tài sẽ còn ít lại không đủ để tấn công Ukraine nữa, cho nên chiến sự nó sẽ kéo dài đó, vậy mới đó vậy mới ghê. Nhưng mà nếu mà kéo dài ra, nếu mà kéo dài ra theo mình nghĩ á, Nga đang bị trừng phạt kinh tế luôn luôn, dân xuất khẩu dầu gì, những hàng xuất khẩu của Nga bị cấm vận hết trơn. Nếu mà năm nay, mà cuối năm nay giữa năm nay những lệnh cấm vận mà không được những người khác giúp đó, là kinh tế rất là khó khăn để chế tạo súng nóng rồi nghe mấy. Cái đó thì điều đó ai cũng phải biết thôi, không có tiền lấy gì chế tạo súng ống mấy nè, điều đó đứa nít cũng còn biết mà, nói chuyện mình nói cũng vậy thôi, nít 3 tuổi nó cũng biết cầm tiền ra mua, có tiền mới mua được cái súng giả, súng mũ đó, súng mũ súng nước đó, có tiền mới mua được, không có tiền lấy gì mua. Lâu ngồi nói sầm sàm chơi mà theo mình thấy theo chuyện của Nga với Ukraine, thật sự là nếu mà Nga không có đầu để xuất khẩu dầu với lúa mì đồ, những đồ xuất khẩu ra các nước khác đó, là thấy chiến sự rất là khó với Nga, cho kéo dài nha. Nếu mà kéo dài thì sẽ khó cho Nga nhiều lắm, tại vì Ukraine có nguyên một khối NATO viện trợ. Mà nói chiến tranh đó, Ukraine được những cái lòng dân của những cái nước khác nữa ngoài khối NATO nữa. Là nhỏ em gái, cái kênh người em gái gốc Việt đó mấy năm, nói là những người dân của nước khác đó, góp tiền lại cho những người dân của Ukraine, chỉ cho mua đồ vật dụng cho lính của Ukraine, một cái tài đó rất là khó hết nổi. Tại vì cái viện trợ khí tài đó đó tuy nó nhỏ nhưng mà nó sẽ có liền liền hoài, còn đối với Nga càng ngày thì càng bị bó buộc về kinh tế, không xuất khẩu được, không có tiền vô, lấy tiền đâu mà xây để làm súng đạn này. Tới lúc đó không biết có sử dụng hạt nhân không, sử dụng hạt nhân nhặt đi hết trơn nguyên khối NATO, lẫn luôn châu Á luôn, lẫn luôn châu Á, là nó sát bên với thằng Mông Cổ, Mông Cổ với Trung Quốc nó cũng sát bên luôn. Mông Cổ đó đó, Mông Cổ đó. Mấy anh em ơi, nói vậy chứ mình cũng cầu cho chiến tranh mau kết thúc cho hai bên, dân hai bên đó đỡ chết đi nhiều, mẹ già khóc con trẻ, bà nội bà ngoại khóc, cháu nội cháu ngoại, những cảnh đau thương đó. Nếu mà trong chiến trường mà quay được những cảnh đó sẽ làm nổi dậy lòng dân của cả thế giới, trừ ra mấy nước không nổi, cả người dân là cho dù nước nào đi mà thấy vậy là làm nổi dậy lòng dân của cả thế giới luôn. Nếu mà quay được những cảnh đó, quay được những cảnh đó mà bà nội và mẹ và cha bà ngoại ông ngoại rồi mà khóc, con mình bị chết giữa chiến trường của cả hai bên luôn, nhưng mà thế giới mà dân, người dân thế giới mà coi được cái đó, bảo đảm nổi dậy lòng dân của thế giới, bảo đảm. Mà mấy cái đó chắc cũng hơi khó, có cái là quay lúc mà ôm sát con cháu chết khóc giữa chiến trường, mấy cảnh nó quay buồn hơi khó, là cũng khó đưa ra lên trên truyền hình được lắm nghe này. Thôi nãy giờ mình cũng nói xàm cũng nhiều rồi, mình sắp có công chuyện rồi mấy anh em ơi. Chúc mấy anh em một ngày buổi tối bình yên nha mấy anh em, và ngủ ngon và hạnh phúc gia đình nha.
em xem cái mình nhớ đăng ký cho mình đó nha. Rồi bye bye tất cả mấy anh em nha.